Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 20 tháng 7 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự răng đe Đài Loan đã là chuyện thương ngay ở hiện tại. Tuy nhiên, bắt đầu từ lúc nào Trung Quốc đẩy mạnh tập trận sát nhập hòn đảo và xu hướng này cho thấy điều gì? Hơn nữa, trong tương lai, Đài Loan đang khẩn trương tăng sức mạnh phòng thủ trước công nghệ UAV vũ trang hiện đại của cường quốc bên kia eo Biển. Mặt khác, Trung Quốc còn có hành động đáng lo ngại khi Mỹ-Úc tập trận chung. Đáp lại, Mỹ lần đầu khai hỏa tên lửa Patriot trên đất Úc, gửi tín hiệu răng đe Bắc Kinh. Một số tin nóng khác, cuộc họp thượng đỉnh mỹ Hàn bị hủy bỏ vì rào cản phút cuối. Nguy cơ nạn đói đe dọa Triều Tiên ngày càng rõ ràng vì nhập khẩu hàng hóa giảm kỷ lục. Ông Trump tuyên bố nhiều người Mỹ bài vaccine là do không tin tưởng Tổng thống Biden người venezuela sống trong sợ hãi vì sự trỗi dậy của băng nhóm tội phạm tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin quốc tế ngay sau đây Thưa quý vị, các chuyên gia nhận định hải quân Trung Quốc đã có bước thay đổi đáng kinh ngạc trong những năm gần đây. Họ giảm mức độ tập trận ở những vùng biển xa xôi, thay vào đó tập trận ở vùng biển gần hơn nhưng cường độ quyết liệt hơn. Tất cả chỉ nhằm chuẩn bị cho một kế hoạch quốc lõi, một mục tiêu khiến Bắc Kinh luôn đau đáu muốn chiếm hữu, đó chính là đảo Đài Loan với 23 triệu dân. Theo thống kê dữ liệu của báo sao China Morning Post, trong suốt một thập kỷ qua, Hải quân Trung Quốc đã điều chỉnh chiến lược kể từ năm 2017, tập trung vào diễn tập tấn công và kiểm soát đảo Đài Loan. Trước năm 2017, Trung Quốc vẫn cố gắng đưa tàu chiến đến tập trận ở Biển Đông, hay xa hơn là khu vực Tây Thái Bình Dương, eo biển Soja giữa Nga với Nhật Bản, thậm chí là ở Ấn Độ Dương. Mặc dù có nhiều cuộc tập trận bí mật không bao giờ được Trung Quốc báo cáo, Tuy nhiên, kết quả phân tích của tờ South China Morning Post cho thấy, kể từ năm 2017, hải quân của siêu cường châu Á đã ráo riết tập trận với mục tiêu thâu tóm Đài Loan. Vào cuối tháng 3 năm 2017, một nhóm tàu tấn công đổ bộ thuộc hạm đội Nam Hải của Trung Quốc đã diễn tập tấn công và kiểm soát đảo. Sau đó 3 tháng, Trung Quốc lại huy động lực lượng biển diễn tập đổ bộ chiếm đảo ở ngoài khơi tỉnh Quảng Đông. Đưa nhanh đến năm 2020, Trung Quốc ghi nhận kỷ lục 13 cuộc diễn tập hải quân, triển khai đội tàu chiến đáng gồm như tàu sân bay, tàu khinh hạm, tàu khu trục, tàu tấn công lớp sơn đông và có thêm máy bay chiến đấu tham gia các đợt tập trận bắn đạn thật. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng mạnh dạng đưa tin ồ ạt về những hoạt động này. Xu hướng tăng cường tập trận quanh Đài Loan càng trở nên rõ ràng hơn vào năm 2021, khi đã có 20 cuộc diễn tập ở gần eo biển chỉ trong nửa đầu năm nay. Ông Malcolm Davis, chuyên gia phân tích cấp cao về vấn đề an ninh Trung Quốc tại Viện Chính sách Chiến lược Úc, nhận định rằng hải quân Trung Quốc đang ráo riết chuẩn bị cho hoạt động vũ trang có thể bùng nổ ở eo biển Đài Loan. Đồng tình với quan điểm trên, ông Timothy Held, chuyên gia an ninh cấp cao Viện Corporation cho biết Trung Quốc đang tăng cường hoạt động của các chiến hạm, chiến cơ gần Đài Loan, hay bao quát hơn ở xung quanh chuỗi đảo thứ nhất kéo dài từ Nhật Bản qua Đài Loan đến Philippines. Chuyên gia He nói thêm, hoạt động tập trận tăng cường xung quanh eo biển không chỉ nhằm mục đích răng đe Đài Loan mà Bắc Kinh còn thực sự đang kiểm tra mức độ sẵn sàng của binh lính trong trường hợp phát động tổng tấn công chiếm đảo quý vị thân mến cũng liên quan đến căng thẳng ở eo biển viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh đài loan cảnh báo trung quốc đã sở hữu công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới về máy bay không người lái uav phục vụ thương mại vì vậy người hàng xóm hùng mạnh cũng có thể phát triển uav vũ trang đáng gầm tạo nên ưu thế quân sự vượt trội so với đài loan nếu xung đột xảy ra vì vậy các chuyên gia đài loan đề nghị chính quyền hòn đảo nhanh chóng mua bổ sung hệ thống chống uav của phương tây nhằm tăng cường sức mạnh phòng thủ Báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Đài Loan đưa ra hôm 16 tháng 7 cho biết, sự phát triển của công nghệ UAV đã đặt ra nhiều mối nguy hiểm mới trên thực địa chiến trường. Đáng chú ý, Trung Quốc đang nắm giữ nhiều công nghệ mới trong phát triển vũ khí điều khiển từ xa. Do đó, các chuyên gia quốc phòng Đài Loan đề nghị chính quyền cân nhắc mua các hệ thống chống UAV như hệ thống M151 Protector RWS của Pháp, Heckler Koch của Đức và Arbalet DMRWS của Nga giới nghiên cứu đánh giá hệ thống chế áp mềm bao gồm súng bắn uav đều rất hữu dụng trong thời chiến hay thời bình nhất là khi triển khai ở khu vực đông dân cư đài loan nếu muốn bảo vệ chủ quyền thì phải liên tục bắt kịp những loại vũ khí hiện đại mới của trung quốc và việc chống lại uav vũ trang chính là một trong những ưu tiên cấp bách hiện nay theo hãng tin ABC của Úc, giữa lúc cuộc tập trận chung bị Úc bắt đầu vào tuần trước, Trung Quốc đã điều tàu do thám thứ hai tiến đến vùng biển ngoài khơi phía đông bắc nước Úc. Bắc Kinh được cho là muốn tìm hiểu cặn kẽ về cuộc diễn tập Talisman Sabre, một hoạt động thường xuyên giữa Úc và Mỹ diễn ra hai năm một lần. Cụ thể, tàu do thám Trung Quốc đã đi xuyên qua biển Solomon xung quanh Papua New Guinea để tìm cách áp sát Úc. Hồi ngộ với một chiếc tàu tình báo lớn hơn mà Bắc Kinh đã điều động hướng về eo biển Torres của Úc trước đó, Bộ Quốc phòng Úc cho biết đang theo dõi sát sao mọi hành động thu thập tin tức tình báo của các tàu Trung Quốc. Theo hãng tin ABC, Trung Quốc trước đây đã cố gắng thu thập tin tình báo, nhưng đây là lần đầu tiên nước này huy động đến hai tàu thăm dò. Canberra cho rằng đây là sự triển khai bất thường giữa lúc quan hệ Úc-Trung đã lên đến đỉnh điểm căng thẳng. Mâu thuẫn bùng nổ hồi năm ngoái khi Thủ tướng Úc Scott Morrison yêu cầu điều tra khởi nguồn Covid-19 chiến ở Trung Quốc và ông cũng mới nhắc lại lời kêu gọi của mình trong tuần vừa qua. Đáp lại sự công kích từ Canberra, Bắc Kinh cũng thẳng tay giáng đòn trừng phạt vào nhiều loại hàng hóa của Úc như thang đá, rượu vang và lúa mạch. Tổng thống Mỹ chỉ trích hành động của Trung Quốc là cường ép bắt nạt kinh tế. Liên quan đến hoạt động thăm dò mới đây của hai tàu Trung Quốc, Bộ trưởng Thương mại Úc Dan Tehan cho biết, chúng tôi có những luật lệ, chúng tôi muốn tất cả các bên phải tôn trọng những luật đó khi thực hiện quyền tự do hàng hải. Thưa quý vị, cũng trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Mỹ-Úc đang diễn ra, lục quân Hoa Kỳ vừa có lần đầu tiên khai hỏa tên lửa đất đối không Patriot trên lãnh thổ Úc nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến của hai bên giữa lúc tình hình khu vực có nhiều sóng ngầm căng thẳng sụp sôi. Theo thông cáo từ Lục quân Hoa Kỳ cho biết, binh sĩ nước này đã khai hỏa thành công tên lửa Patriot diệt mục tiêu UAV trong cuộc tập trận chung với Úc vào ngày 16 tháng 7. Động thái này cho thấy cam kết mạnh mẽ của Mỹ với đồng minh trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng trỗi dậy với tham vọng lớn. Hoạt động diễn tập quân sự Talisman Sabre sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 7. Năm nay không chỉ có Mỹ Úc mà quân đội một số đồng minh khác cũng tham gia, bao gồm Canada, Nhật Bản, New Zealand, Vương quốc Anh và Hàn Quốc. Các bên huy động 17.000 quân nhân, ngoài ra pháp đức ấn độ và indonesia cũng được mời cử quan sát viên đến úc về patriot đây là một trong những hệ thống phòng không gặt hái nhiều thành công của mỹ qua quá trình thực chiến ấn tượng patriot được đánh giá là hệ thống phòng không thế hệ thứ ba hiệu quả Hồng Kông tiếp tục trở thành vấn đề gây căng thẳng giữa Mỹ Trung. Gần đây, trưởng đặc khu Carrie Lam đã lên tiếng chỉ trích phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken về luật an ninh quốc gia Hồng Kông làm suy yếu tự do và dân chủ ở đặc khu. Bà Lâm cho rằng Washington đã có những tuyên bố thiếu cơ sở và can thiệp thô bạo vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Mỹ hồi cuối tuần trước đã trừng phạt kinh tế đối với 7 quan chức Trung Quốc có liên quan đến luật an ninh quốc gia Hồng Kông. Đồng thời, trong một tuyên bố vào ngày 16 tháng 7, Ngoại trưởng Anthony Blinken cáo buộc Trung Quốc đã phá hoại một cách có hệ thống các thể chế dân chủ Hồng Kông. Theo ông Blinken, động thái trừng phạt là thông điệp rõ ràng của Mỹ rằng Washington kiên quyết đứng về phía người dân đặc khu. Ngay sau đó, trưởng đặc khu Kelly Lam đã lên tiếng đáp trả. Bà nói, Hồng Kông đã chứng kiến nhiều quyết định của Mỹ ảnh hưởng đến nền tảng kinh doanh và các cá nhân ở nhiều nước trên thế giới. Bà Lâm bảo vệ luật an ninh quốc gia cho rằng điều luật giúp duy trì ổn định, hòa bình, sự an toàn cho các công dân chống lại các mối đe dọa từ phần tử kích động bị thế lực nước ngoài xúi dụng. Bà Lâm khẳng định, Hồng Kông sẽ tiếp tục hành động mạnh mẽ, bao gồm bắt những người vi phạm luật an ninh quốc gia. Trường đặc khu còn nói, ông Blinken đơn giản đã sai lầm khi cho rằng môi trường kinh doanh ở Hồng Kông bị suy yếu. Bà Lâm nhấn mạnh, Hồng Kông vẫn là nền kinh tế cởi mở tự do, tuân theo luật pháp và đặt dưới một chế độ giúp phát triển thịnh vượng. Trong khi đó, nhiều nước phương Tây bao gồm Anh, Úc, Canada đều bày tỏ quan ngại về nền dân chủ bị sói mòn ở xứ Càng Thơm sau khi luật an ninh được ban hành cuối tháng 6 năm ngoái. Và kể từ đó, hàng trăm nhân vật ủng hộ dân chủ đã bị bắt giữ. Chuyển sang một thông tin về mối quan hệ nhiều sóng gió giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Thứ sáu vừa rồi, báo Nhật Yomiuri cho biết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có thể đến Tokyo và có cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga trùng hợp với thời gian diễn ra Olympic Tokyo. Tuy nhiên, Reuters hôm qua 19 tháng 7 cho biết chính phủ hai nước vẫn chưa quyết định có tổ chức cuộc họp hay không. Văn phòng Tổng thống Moon cho biết đã có chướng ngại vật vào phút cuối. Sau hàng loạt nỗ lực thảo luận để tổ chức cuộc họp thượng đỉnh, cuối cùng, Thông báo từ Seoul cho biết, sự kiện không thể diễn ra vì một rào cản phút cuối. Theo báo Jomi uri một quan chức cấp cao thuộc đại sứ Nhật Bản ở Seoul đã dùng từ ngữ nhạy cảm khi nói về nỗ lực của tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm hàn gắn quan hệ hai nước. Thư ký báo chí của ông Moon cho biết, tổng thống vừa quyết định không đến Nhật. Thông báo nói thêm, hai bên đã tìm kiếm cơ hội gác lại bất đồng trong lịch sử và tăng cường hợp tác trong tương lai nhưng chưa đạt được thống nhất. Các cuộc thảo luận có bước tiến đáng kể nhưng cuối cùng không thể dẫn đến họp thượng đỉnh. Chúng tôi đã cân nhắc những yếu tố hoàn cảnh khác, trích thông cáo từ Nhà Xanh. Thủ tướng Nhật Bản Suga từ chối bình luận về quyết định của ông Moon, nhưng cho rằng phát ngôn của quan chức ngoại giao Nhật là không phù hợp. Được biết, ông Moon sẽ cử Bộ trưởng Văn hóa đại diện Hàn Quốc đến tham dự sự kiện mở màn Thế văn hội Tokyo vào thứ Sáu sắp tới. Đồng thời, Seoul chúc Nhật Bản tổ chức thành công và an toàn sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Nhật Bản và Hàn Quốc đã có nhiều bất đồng dai dẳng liên quan đến vấn đề phụ nữ mua vùi trong giai đoạn Nhật Bản xâm chiếm Hàn Quốc năm 1910 đến năm 1945. Ngoài ra, tranh chấp quần đảo Đốc Đồ do Hàn Quốc kiểm soát mà Nhật Bản gọi là Takeshima và cũng tuyên bố chủ quyền cũng khiến quan hệ hai nước hàng xóm ngày càng nguội lạnh. Ông Moon vốn dự kiến đến thăm Nhật Bản nhân dịp Olympic để hâm nóng quan hệ ngoại giao, nhưng việc này cuối cùng đã không thành. Cũng tại khu vực Đông Bắc Á, Triều Tiên đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng nghiêm trọng về kinh tế và an ninh lương thực. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc dự báo, sớm nhất vào tháng 8 sắp tới, Bình Nhưỡng sẽ bước vào thời kỳ thiếu hụt thực phẩm thảm khốc. Trong khi đó, do đóng cửa biên giới chống Covid-19, tổng lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đến Triều Tiên đã giảm sâu hơn 85% trong số tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Trung Quốc đến Triều Tiên đã giảm 85,2%, đạt chưa tới 57 triệu đô la, theo dữ liệu của chính phủ Trung Quốc vừa công bố hôm Chủ nhật. Đây là mức thấp nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu báo cáo số liệu từ năm 2001. Tình trạng giảm sút nghiêm trọng diễn ra khi Triều Tiên đã siết chặt kiểm soát biên giới hơn nữa kể từ tháng trước nhằm ngăn chặn các biến chủng virus lây nhiễm nhanh hơn đang bùng phát khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, đi kèm với đóng cửa biên giới, Bình Nhưỡng đang đối diện với nguy cơ khủng hoảng an ninh lương thực. Lãnh đạo Kim Jong-un hồi tháng trước cảnh báo ngành nông nghiệp sẽ không hoàn thành chỉ tiêu đề ra do các đợt bão lũ hoành hành vào năm ngoái, khiến cho tình hình dự trữ thực phẩm của đất nước trở nên khó khăn hơn. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc dự báo, Triều Tiên có thể thiếu hụt đến 860.000 tấn thực phẩm trong năm nay và nước này có thể sắp bước vào giai đoạn thắt lưng buộc bụng nghiêm ngặt từ tháng 8 tới đây. Triều Tiên vốn lệ thuộc vào nguồn xuất khẩu lương thực từ Trung Quốc cũng như về các sản phẩm phân bón và nhiên liệu. Tuy nhiên, Triều Tiên cũng chính là một trong những nước đầu tiên quyết định đóng cửa biên giới với hàng xóm Trung Quốc ngay sau khi dịch bùng phát ở Vũ Hán từ tháng 1 năm 2020. Mới đây, nhân kỷ niệm 60 năm ký kết Hiệp ước hữu nghị, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát biểu, Trung Quốc luôn cam kết hỗ trợ sự phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của người dân Triều Tiên. Hiện các nhà phân tích vẫn đang chờ đợi, quan sát xem lãnh đạo Triều Tiên và Trung Quốc sẽ có biện pháp hợp tác như thế nào để giải cứu Bình Nhưỡng khỏi nguy cơ nạn đói đang dần hiện diện rõ ràng hơn. Theo kênh Al Jazeera, đưa tin hôm 18 tháng 7, các phái đoàn của chính phủ Afghanistan và Taliban đã đưa ra một tuyên bố chung rằng hai bên sẽ cùng nhau họp bàn và xúc tiến các cuộc đàm phán hòa bình. Phái đoàn đại diện của hai bên đã có mặt ở Doha từ ngày 17 tháng 7 và đều sẵn sàng thực hiện cam kết được đề cập trong tuyên bố chung, đó là tiếp tục các cuộc đàm phán cấp cao cho đến khi đạt được thỏa thuận, mục đích cuối cùng là thúc đẩy sự hỗ trợ nhân đạo trên khắp Afghanistan. Trước đó, người phát ngôn của Taliban nhấn mạnh, lực lượng này không đưa ra bất kỳ đề nghị ngừng bắn nào trong khi tiến trình đàm phán Doha diễn ra thưa quý vị mới đây tổng thống joe biden đã tiếp đón vua abdullah của jordan một đồng minh quan trọng của hoa kỳ tại vùng đất trung đông đầy biến động đây là cuộc gặp mặt đầu tiên trong kế hoạch hội đàm với ba nhà lãnh đạo trong khu vực của tổng thống mỹ Ông Abdullah được các quan chức Mỹ đánh giá là một nhà lãnh đạo ôn hòa và thực tế, người duy nhất có thể đóng vai trò trung gian kết nối mối quan hệ giữa Mỹ và khu vực Trung Đông. Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết, cuộc hội đàm của tổng thống với nhà vua xoay quanh các vấn đề như con đường sắp tới của Israel và người Palestine, đặc biệt là sau sự kiện thay đổi chính phủ chấn động lịch sử. Với việc ông Bennett trở thành tân thủ tướng của quốc gia này, cùng với đó là căng thẳng vẫn không ngừng leo thang sau cuộc chiến kéo dài 11 ngày giữa Israel và các tay súng Hamas ở Gaza hồi tháng 5. Theo Reuters, nhà vua xứ Jordan với khả năng trị vì đất nước một cách vững vàng, ổn định giữa Trung Đông đầy sóng gió, có thể sẽ là cầu nối đáng tin cậy cho các cuộc đàm phán trong khu vực. Những cuộc khẩu chiến chỉ trích lẫn nhau giữa cựu tổng thống Donald Trump với người kế nhiệm Joe Biden vẫn đang khai hỏa quyết liệt. Mới đây, ông Trump cho rằng lan sóng bài vaccine ở Mỹ là do người dân thiếu niềm tin đối với ông chủ Nhà Trắng. Ông Trump tiếp tục nhận công lao đã khởi xướng chiến dịch thần tốc về phát triển vaccine và cáo buộc việc triển khai tiêm phòng của chính quyền ông Biden là quá chậm, tục hậu nhiều so với kế hoạch đề ra. Trong thông báo của Văn phòng Tổng thống Mỹ thứ 45 đưa ra vào hôm 18 tháng 7, ông Trump cáo buộc nhiều người Mỹ đã từ chối tiêm phòng là do họ không tin tưởng chính quyền của ông Biden, họ không tin vào kết quả bầu cử và họ rõ ràng không tin vào truyền thông tin tức giả. Bình luận của ông Trump đưa ra, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Biden không đạt được chỉ tiêu tiêm ít nhất một liều vaccine cho 70% người trưởng thành Mỹ trước ngày Quốc Khánh 4 tháng 7, chính quyền ông Biden hồi cuối tuần trước cũng đã chỉ trích các mạng xã hội như Facebook cho rằng những nền tảng này đã tiếp tay lan truyền thông tin sai lệch và thuyết âm mưu khiến nhiều người Mỹ chần chừ tiêm chủng. Tuy nhiên, những cáo buộc này đã vấp phải ý kiến trái chiều trong dư luận. Cũng liên quan đến việc tiêm phòng ở Mỹ, bác sĩ Scott Gottlieb, cựu giám đốc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cảnh báo, biến chủng Delta chính là mâm bệnh nguy hiểm nhất từ trước đến nay mà những người Mỹ chưa tiêm vaccine phải đối mặt trong cuộc đời họ. Chủng Delta siêu lây lan đang khiến cho số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến khắp 50 tiểu bang Mỹ. Cụ thể, phát biểu trên truyền hình cuối tuần qua, bác sĩ Gottlieb Cựu giám đốc FDA cho rằng, biến chủng Delta lây lan quá nhanh, phân chia đa số người Mỹ thành ba nhóm sau. Nhóm đã tiêm phòng vaccine, nhóm đã nhiễm COVID-19 trước đó và có kháng thể, nhóm còn lại là những bệnh nhân mắc biến chủng Delta. Cựu giám đốc FDA nói thêm, với những người mắc biến chủng Delta, có thể nó là biến chủng virus nguy hiểm nhất mà họ phải chịu đựng trong suốt cuộc đời, khiến họ có nguy cơ nhập viện rất cao. Biến chủng Delta hiện khiến cho bệnh nhân tăng nhanh ở 50 tiểu bang Mỹ trở thành chủng phổ biến nhất chiếm tới 57% số trường hợp F0, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết. Giới chức y tế Mỹ cho rằng, đại dịch COVID-19 đã biến thành đại dịch của những người chưa tiêm chủng, xét trên thực tế là virus đang bùng phát mạnh mẽ nhất tại các khu vực có tỷ lệ tiêm phòng thấp. Tuần vừa qua, nước Mỹ đã chứng kiến số ca nhiễm mới tăng lên 70% so với 7 ngày trước đó, lên mức trung bình 30.000 ca mới mỗi ngày. Theo Hiệp hội Nghề nghiệp Jakarta, số bác sĩ tử vong do sars cov 2 ở nước này đang gia tăng chóng mặt chỉ trong nửa đầu tháng 7. Hiện biến thể Delta đang hoàn hành, khiến dịch bệnh lây lan nhanh chóng trên khắp xứ sở vạn đảo. Trong một buổi họp báo online, Hiệp hội Bác sĩ Indonesia IDI cho biết tính từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7, đã có 114 bác sĩ của nước này tử vong do Covid-19. Đây là con số cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay. Như vậy, hơn 20% trong tổng số 545 bác sĩ đã không qua khỏi sau khi mắc Covid-19 tính từ đầu đại dịch ở Indonesia. Một quan chức cấp cao của IDI cho biết, Hiệp hội lo ngại rằng hệ thống y tế Indonesia có thể không đủ khả năng đối phó với tình hình dịch ngay càng nghiêm trọng. Mặc dù tỷ lệ tiêm chủng Covid-19 cho nhân viên y tế là 95%, nhưng số lượng nhân viên y tế tử vong tại quốc gia đông dân thứ tư thế giới vẫn không ngừng tăng cao. Dưới sự hoành hành của biến thể Delta, các chuyên gia y tế đang gọi Indonesia là tâm chấn mới của đại dịch Sars-CoV-2. Chính phủ đã áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại nghiêm ngặt từ ngày 3 tháng 7 để làm chậm sự lây lan của virus. Thưa quý vị, tại Venezuela, cảnh tượng cảnh sát đấu súng với tội phạm trên đường phố, thủ đô Caracas đã là chuyện không còn xa lạ. Thế nhưng người dân ngày càng trở nên sợ hãi trước bạo lực và sự trỗi dậy mạnh mẽ của thế giới ngầm. Ngày nào cũng có người phải di tản khẩn cấp và họ không hề muốn trở lại nhà mình. Cuối tuần trước, khu vực El Cementerio của thủ đô Caracas đã nổ ra cuộc đấu súng ác liệt giữa lực lượng an ninh với các băng nhóm tội phạm. Rồi khỏi đây ngay lập tức, đưa bọn trẻ đi ngay các thành viên băng nhóm Bắc Loa hét lên với người dân khi đi qua các khu vực giao tranh vào sáng ngày 8 tháng 7. Hôm đó, các cư dân quận El Cementerio đã trú ẩn suốt nửa ngày, tuy nhiên, các màn đấu súng giữa nhiều bên kéo dài dài rác đến 48 giờ. Nhiều gia đình không dám sinh hoạt ở tầng trệt vì sợ đạn lạc. Các cuộc đỏ súng giữa đường phố thủ đô Caracas là một dấu hiệu nữa cho thấy Tổng thống Nicolás Maduro đã mất quyền kiểm soát phần lớn Venezuela trong bối cảnh đất nước chìm sâu vào khủng hoảng kinh tế và xã hội bất ổn, bất chấp luật lệ. Trong 6 tháng gần đây, làn sóng bạo lực còn bùng lên mạnh mẽ hơn khi các băng nhóm trỗi dậy mạnh mẽ thực hiện một âm mưu mới là kiểm soát các tuyến đường cao tốc nối giữa Caracas với miền Tây nhằm có thể nắm trong tay việc kinh doanh vận chuyển hàng hóa và thủ đô. Trong khi đó, người dân mắc kẹt giữa hai làn đạn giao tranh của lực lượng an ninh và các băng nhóm thế giới ngầm. Họ liên tục trú ẩn trong nhà mình và khi có cơ hội rời bỏ mảnh đất này, rất ít người mong muốn sẽ trở về. Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ cho biết lệnh sơ tán tiếp tục được đưa ra tại hàng loạt khu vực ở bang California do ngọn lửa Tamarack bùng phát nhanh thiêu rụi gần 21.000 mẫu anh đất rừng, đe dọa đến sự an toàn của người dân. Giới chức cho rằng đám cháy này bắt nguồn từ một vụ xét đánh gần vương quốc gia Humboldt Toya hôm 4 tháng 7. Kể từ ngày 16 tháng 7, người dân ở các khu vực như công viên suối nước nóng Grover và khu cắm trại Shea Creek, làng Markleyville và khu nghỉ dưỡng East Fork đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp. Chính quyền thông báo cho chúng tôi 20 phút để di dời, cảm giác như ngọn lửa chỉ cách khoảng 5 hay 6 dặm vậy. Sau đó chỉ một giờ, đám cháy đã lan đến chỗ của chúng tôi rồi. Theo NBC, các nhân viên cứu hỏa đã phun chất làm chậm cháy lên thảm thực vật để ngăn chặn ngọn lửa lan rộng. Tuy nhiên ngọn lửa vẫn ngoài tầm kiểm soát. Trung tâm cứu hỏa quốc gia ở bang Idaho cho biết có khoảng 70 vụ cháy lớn vẫn đang hoạt động, đã thiêu rụi hơn 1 triệu mẫu anh đất rừng ở 12 bang của Hoa Kỳ. Các nhà khoa học cho biết tần suất dày đặc của các đám cháy rừng chủ yếu là do hạn hán kéo dài và sự gia tăng của các đợt nắng nóng dữ dội. Đó là hệ quả rõ ràng của hiện tượng biến đổi khí hậu. Kết thúc bản tin hôm nay tại hòn đảo thiên đường Mykonos, nơi được du khách thế giới say mê với các câu lạc bộ đêm sang trọng và quán bar bãi biển đẳng cấp. Nhưng giờ đây, nhịp sống sôi động của hòn đảo đã phải nhường chỗ cho khoảng không vắng lặng do các quy định phòng chống dịch Covid-19, bao gồm không mở nhạc ở nhà hàng, quán cà phê, quán bar. Do sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 trong thời gian gần đây, cơ quan y tế Hy Lạp đã quyết định cấm phát nhạc tại các quán bar, nhà hàng và áp dụng các lệnh giới nghiêm về đêm đối với mọi hoạt động trên đảo Mykonos. Sau khi trải qua một đêm tĩnh lặng tại đây, nhiều du khách đã bày tỏ sự thất vọng. Chúng tôi yêu Mykonos, nhưng lần này thì khác, không có âm nhạc, không có bầu không khí tuyệt tùng. Tôi không biết phải nói chính xác như thế nào, nhưng điều này thực sự lạ thường, đây không phải là Mykonos. Các lệnh hạn chế ở Mykonos đã có hiệu lực từ ngày 17 tháng 7. Nhiều du khách đã từ bỏ hòn đảo thiên đường du lịch và chọn tham quan những điểm đến khác. Các doanh nghiệp trên hòn đảo bày tỏ sự bức xúc với quy định mới vì lo ngại tình hình kinh doanh mỗi lúc ngày càng khó khăn. Mối quan tâm của giới kinh doanh ở Hy Lạp cũng tăng lên vì lệnh hạn chế có thể được áp dụng ở các hòn đảo khác của nước này trong thời gian tới. Trong khi đó, ngành du lịch vốn chiếm đến 20% GDP của Hy Lạp. Hòn đảo Mykonos là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của Hy Lạp từng thu hút hơn 1 triệu du khách mỗi mùa hè, bao gồm cả giới siêu giàu và các ngôi sao đẳng cấp quốc tế. Thế nhưng, tình hình du lịch ở hòn đảo đã sa sút nghiêm trọng hơn một năm nay, cũng tương tự nhiều nơi khác ở Hy Lạp. Biến chủng Delta bùng phát mạnh càng làm cho viễn cảnh khôi phục kinh tế trở nên khó khăn hơn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 20 tháng 7 trên kênh FBNC. Những tin tức mới nhất và nóng nhất xoay quanh vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Ngọc Mai xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.